Thùy Tiên đi xem concert Blackpink được báo chí Thái Lan đưa tin, các nàng hậu xứ Thái liền có động thái. Vừa qua, đêm diễn mở đầu tour châu Á trong chuỗi World Tour Pompin của Blackpink đã diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Đây là sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của fan K-pop và cả nhiều nghệ sĩ Việt, trong đó có Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Ngay khi xuất hiện tại concert, Thùy Tiên đã khiến netizen khắp nơi không ngừng xuýt xoa với vẻ ngoài xinh đẹp, dễ thương nhưng không kém phần sexy. Đáng nói, vẻ đẹp của mỹ nhân Việt này còn được truyền thông xứ Chùa Vàng ca ngợi hết lời. Mới đây, trang Entertain của Thái đã dành hẳn một bài viết khen ngợi màn xuất hiện của Thùy Tiên trong concert của girl group toàn cầu. Trong bài viết trên trang Entertain có đoạn: "Một điều thú vị khác cho concert của Blackpink đó là đây giống như dịp hội ngộ của các nghệ sĩ trong làng giải trí, quay đi quay lại đều thấy người nổi tiếng, trong đó bao gồm cả Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Không khí buổi concert được cô nàng đăng tải trên tài khoản Instagram khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Chưa dừng lại ở đó, trên trang cá nhân của mình, Thùy Tiên cũng nhận được cơn mưa khen ngợi của netizen xứ Chùa Vàng vì quá đỗi xinh đẹp. Ngay cả trang chủ của Miss Grand Thái Lan cũng không kìm được khen ngợi cô nàng dễ thương. Hai người đẹp Miss Grand Thái Lan 2018 Namoe Chanaphan và Á hậu 3 Miss Grand Thái Lan 2022 Jasamat Messari thi nhau thả tim cho Thùy Tiên. Ngoài Thùy Tiên, dàn sao Thái cũng đổ bộ đến ủng hộ concert của Blackpink, có thể kể đến như nữ hoàng vai phụ Panwar Harmony. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức giải trí đáng chú ý trong ngày. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.